Đường Tăng ngồi đọc kinh xong, phục xuống bàn thiêu thiêu ngủ đi lúc nào không biết. Trong lúc mơ màng, rõ ràng nghe tiếng gọi sư phụ lẫn trong tiếng gió vi vu vừa thổi qua ở ngoài thuyền đường. Tam Tạng vội vàng ngó đầu nhìn ra, thấy một người đàn ông đứng ở ngoài cửa sổ, ướt đầm đìa từ đầu đến chân, còn luôn miệng gọi sư phụ. Đường Tăng nghiêng mình hỏi, nhà ngươi có phải là thần quái tà ma, nhân lúc đêm khuya tới đây trêu ta đấy không? Nhà ngươi nên sớm liệu mà trốn xa đi. Ở lại sẽ dày già với mấy đồ đệ của tôi đấy. Đừng bén mảng đến thuyền môn này nữa. Người đó đứng dựa vào thuyền đường nói. Thưa sư phụ, tôi không phải là yêu ma quỷ quái, cũng không phải là loại ma tà bậy bạ. Nhà ngươi đã không phải là những loại ấy, Vậy đêm khuya đến đây làm gì? Thưa sư phụ, người hãy để mắt nhìn kỹ tôi một lượt xem nào. Nghe người kia nói xong, đường tăng định thần xem kỹ lưỡng. Chà, chỉ thấy người đứng trước mặt, đầu đội mũ cao, lưng thắt đai ngọc, mình mặc áo bào đỏ theo phượng múa rồng bay, chân đi giày vô ưu rát mây viền gấm, tay cầm một cây ngọc khuê trắng la liệt những vì sao. Đường tăng vừa trông thấy đã sợ tái cả mặt đi, vội vàng cuối mình gọi to. Người là vua nước nào, xin mời ngồi. Nói rồi, lấy tay đỡ xuống, nhưng chẳng thấy gì. Lại quay mình ngồi xuống nhìn ra, thì vẫn là người đó. Thấy lạ quá, đường tăng liền hỏi. Tô bệ hạ, người là thiên tử ở đâu, hay là hoàng đế nước nào? Chắc là bị kẻ gian hung thần trong nước ám hại, nên nửa đêm mới phải trốn lần tới đây. Có chuyện gì xin cứ nói cho nghe. Được đường tăng hỏi thế, người đó cầm không nổi hai hàng nước mắt dòng dòng chảy xuống, trao mày lại nói. Thưa sư phụ, nhà tôi ở về đằng chính tây cách đây chừng độ trên dưới 40 dặm. Nơi đó có một tòa thành trì là nơi khai cơ dục nghiệp của chậm. Không dám giấu sư phụ, cái hồi chấm sáng lập quốc gia đổi hiệu là nước ok. Thế bệ hạ sợ xét như vậy là vì nỗi gì? Thưa sư phụ, hồi 5 năm về trước ở vùng chúng tôi gặp trời hạn hán, cây cỏ héo khổ dân chúng chết đói, rất nỗi thương tầm. Giữa lúc đó có một gã toàn chân đạo sĩ có tài gọi gió kêu mưa, điểm đá ra vàng ở núi Trung Nam đến trước là gặp các quan văn võ rồi sau dẫn đến gặp trẫm hắn làm phép cầu trời trong khoảnh khắc trời mưa như chút nước quả nhân chỉ cầu mưa có ba tức là đổ y lại nói đại hạn đã lâu chưa đủ thấm đất lại làm mưa thêm hai tức nữa trẫm thấy y trọng nghĩa như vậy liền làm lễ kết nghĩa với y gọi nhau là anh em thấy người đó kể thế đường tăng liền nói đó là một việc đáng mừng hiếm có của bệ hạ mừng ở đâu ra chậm với y tuy cùng ăn cùng ở với nhau đấy nhưng tiết xuân năm ấy chậm với y khoác tay khoan bước vào vườn ngự uyển giữa lúc hạnh đỏ đào tơ khi đi tới giếng lưu ly li bát giác không biết y ném một vật gì xuống giếng dưới giếng bỗng lè ra môn ánh hào quang rồi y đánh lừa bảo chậm đến bên giếng xem là bảo bối gì thật không ngờ nhân lúc chậm mải xem hắn đẩy chậm ngã lăn xuống giếng lấy tảng đá đè lên miệng giếng rồi lấy đất lấp bằng đi còn đem một khóm chuối rồng trên đó đường ta nghe mà sợ sợ hấn cả tóc gáy nhưng không biết làm thế nào được đành phải hỏi tâu bệ hạ bệ hạ chết những đi ba năm rồi thế mà các quan văn võ ba cung hoàng hậu khi đến chầu vua ở bên điện không thấy tại sao họ lại không đi tìm sư phụ ạ à, nói đến tài bà của hắn thực là thế gian hiếm có sau khi sát hại chậm Hắn liền biến ngay ra hình dáng giống hệt như Trẫm. Hiện nay hắn đừng chiếm giữ Giang Sơn, cai trị đất nước của Trẫm. Hải bàn văn võ, bốn trăm quan triều hoàng hậu trong ba cung, phi tần nơi sáu viện đều lọt vào trong tay hắn hết. Vậy thì người nhu nhược lắm. Tôi còn biết làm thế nào nữa? Thấy người nói nói thế, đường tăng lại nói. Vậy sao người không đem kiện lên vua Diêm Vương ở âm phủ, tố rõ nỗi oan khuất ra? Sư phụ chưa biết đấy. Hắn thần thông quảng đại, quan lại đều quen thân cả. Đô Thành Hoàng thường chè chén với hắn. Hải Long Vương có họ với hắn. Đồng Nhạc Tể Thiên là bè bạn thân của hắn. Hắn còn là anh em khác họ của thập đại Diệm la Vì thế nên chậm không thể kiện cáo vào đâu được Thưa bệ hạ Ở dưới âm ti đã không làm gì được hắn Vậy tôi ở dương gian thì giúp gì được bệ hạ Thưa sư phụ Một điểm oan hồn của tôi đâu dám lên tới cửa người vừa rồi là nhờ được vị dạ du thần hóa ra một trận gió đưa tôi đến đây người nói hạn thủy tài ba năm của tôi đã mãn cho tôi đến đây bái yết sư phụ và còn cho hay người đây có một vị đại đô đệ là tề thiên đại thánh chém quái hàng mà rất giỏi nên tôi đến đây cầu khẩn người ơi. mời người quá bộ đến nước tôi bắt yêu quái phần rõ ngày gian tôi xin kết cỏ ngậm vành báo đền công ơn sư phụ tâu bệ hạ thật may cho người lắm đồ đệ của tôi bảo làm việc gì thì cũng khó đấy chứ bảo hàng yêu bắt quái thì rất hợp với họ nhưng thưa bệ hạ việc này theo lý thì khó khăn lắm theo sửa phụ thì khó khăn thế nào? Tô bệ hạ, vì các người trong triều không biết chuyện bệ hạ bị nó ám hại, nên thầy trò tôi muốn giúp người cũng khó xử. Trong triều còn có người cả mà. Nghe quốc vương nói thế, đường tăng liền hỏi. Người đó là ai? Trong cùng tôi còn có thái tử, đó là vị trừ quân chính tôi thần sinh ra vị thái tử đó tưởng đã bị yêu ma cách chức rồi chứ à thưa chưa cháu vẫn ở trên điện kim loan trong lầu ngũ phượng thường đọc sách với học sĩ hoặc cùng ngồi với tên toàn chân đã ba năm trời y cấm thái tử không cho vào hoàng cung không được gặp mặt hoàng hậu tại làm sao thế Đấy là vì tên yêu tinh sợ rằng mẹ con gặp nhau lỡ làm lộ chuyện ra cho nên nó không để cho hai bên gặp mặt. Tâu bệ hạ, dù người có thái tử tại triều chăng nữa nhưng làm thế nào để chúng tôi gặp được thái tử? Sao lại không gặp được? Thái tử đã bị yêu tinh giam lỏng, đến nay chính mẹ đẻ còn không được gặp mặt nữa là tôi chỉ là một nhà sư gặp làm sao được. Sáng sớm mai cháu sẽ ra khỏi chiều đấy. Ra khỏi chiều làm gì? Sáng sớm ngày mai cháu sẽ dẫn ba nghìn người ngựa dòng ưng khuyển ra khỏi thành đi săn bắn. Tất nhiên sư phụ sẽ được gặp mặt. Khi gặp xin người cứ đem những lời lẽ của tôi nhắc lại cho nghe. Cháu sẽ tin ngay. Nhưng thái tử là người trần mắt thịt bị yêu tinh lừa dối Giữ ở trên điện ngày nào mà chẳng mấy lần kêu thưa phụ vương Khi nào lại chịu nghe lời tôi nói ra Nếu sư phụ sợ cháu không tin Tôi xin đưa cho người một vật này để làm tin Người đó tháo viên ngọc khuê trắng nạm vàng cầm ở trong tay xuống Rồi kể tiếp là Từ khi gã toàn chân biến ra quốc vương còn thiếu cái bảo bối này là không biến ra được về đến trong cung nó nói dối là vị toàn chân đã lấy mất ngọc khuê mang đi nên đã ba năm nay không có vật ấy nếu nay thái tử nhìn thấy vật này trông thấy vật sẽ nghĩ đến người thì thủ này sẽ trả được nghe người đó kể xong đường tăng liền nói được tôi sẽ giữ lại vật này giao cho đồ đệ tôi xử trí giúp người người chờ đợi ở đâu tôi không dám chờ đợi ở đây bây giờ lại phải nhờ dạ du thần hóa ra một trận gió thần đưa tôi về đến hoàng cung trong nội viện để báo mộng cho chính cung hoàng hậu của tôi cho mẹ con họ hợp ý để phối hợp với thầy trò các người đường tăng gật đầu nhận lời và nói vâng người đi thôi oan hồn kia cúi đầu từ biệt đường tăng đi theo tiễn chân chẳng may vấp ngã bỏ nhào ra giật mình tỉnh dậy thì ra là một giấc chiêm bao thấy ánh đèn lờ mờ đường tăng vội vàng kêu lên đồ đệ đồ đệ ơi bát giới tỉnh giấc cầu nhỏ nói thỏ địa thỏ địa cái gì đêm khuya rồi mà sư phụ vẫn chưa ngủ còn gọi đồ đệ làm gì Đồ đệ này, ta vừa mới phục xuống án thiêu thiêu đã thấy một giấc mơ quái lạ lắm. Hành giả nghe thế liền trộm dậy hỏi. Sư phụ ạ, à, mộng mị do tư tưởng mà ra. Người chưa lên đến núi đã sợ ma rồi, lại buồn vì lôi âm đường xa không thể đến được chứ gì. Hay là mong nhớ trường an biết bao giờ lại trở về được. Vì vậy sinh ra đa tâm đa mộng. Cứ như lão tôn đây, chẳng có mộng mị gì hết. Đồ đệ ơi, giấc chiêm bao này không phải là giấc mộng nhớ quê hương. Tà vừa mấy chậm mắt, bỗng có một trận gió to thổi qua. Thấy có một vị hoàng đế đứng ở ngoài cửa chùa, tự xưng là vua nước ô okay. kê. Khắp mình ướt đẫm, trông thảm thường lắm. Tiếp đó, đường tăng đem những điều đã thấy được ở trong mộng nói lại cho hành giả nghe. Hành giả thích thú nói chẳng cần phải nói nữa y đến đây báo mộc cho người rõ ràng là chiếu cố cho lão tôn một mẻ làm ăn để tôi đi xem rõ thực hư thế nào cây gậy này có thể làm nên chuyện đây đồ đệ này người quốc vương nói yêu tình kia thần thông quảng đại lắm sợ gì nó quảng đại nếu biết lão tôn đến lại không có đường mà chạy à này Thầy còn nhớ người quốc vương đó có để lại một thứ gì làm tin thì phải. Vừa nghe đến đó, hành giả mở ngay cửa ra. Mọi người chạy lên xem. Dưới ánh trăng sao có một viên ngọc khuê trắng nạm vàng để ở trên thềm chùa. Bát giới tới gần cầm lên nói. Anh ơi, cái này là vật gì thế? Đây là bảo bối của quốc vương cầm ở trong tay, gọi là viên ngọc khuê. Sư phụ ạ, à, đã có vật này thiết tưởng việc sư phụ vừa kể là có thực Công việc bắt yêu ngày mai ở tay lão tôn cả Nhưng chỉ cần người làm cho khéo ba việc thôi Tam tạng vừa trở vào trong nhà liền hỏi Làm ba việc gì? Cái đó chưa cần nói vội Hãy đưa trước cho người xem hai vật này đã Hành giả nói xong Bèn nhổ ngay một sợi lông Thổi hơi tiên vào kêu một tiếng biến Biến thành một cái hộp sơn son thiếp vàng bỏ viên bạch ngọc vào trong hộp ấy và nói sơ phụ ạ à, đến sáng ngày ra người bưng vật này ở trong tay mặc áo cà sa vạt gấm đi lên chính điện ngồi đọc kinh còn con sẽ đi vào trong thành xem xét nếu đích xác là giống quái vật sẽ đánh chết hắn lập công ngay ở đó nếu không phải thì thôi con quyết không gây vạ đâu phải lắm phải lắm Đường Tăng vừa dứt lời, hành giả lại nói tiếp: "Giá mà thái tử không đi săn bắn đá đành, nếu đúng như trong giấc mộng, chỉ cần thái tử ra khỏi thành thì đồ đệ sẽ tìm cách dẫn ngay đến gặp sư phụ." Khi thái tử đến gặp, thầy sẽ đối đáp như thế nào? Chưa biết hành giả sẽ nói gì với Đường Tăng đây. Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau. Các bạn thân mến, nghe Đường Tăng kể lại nỗi oan khuất của quốc vương ở nước Ok đã gặp trong giấc chiêm bao, tôn ngộ không liền bày cách tìm dẫn Thái tử đến chùa Bảo Lâm. trong khi Đường Tăng đang lúng túng ngộ khi gặp Thái tử sẽ đối đáp như thế nào đây? thì tôn hành giả nói đến lúc đó sẽ báo trước cho sư phụ biết, còn đồ đệ đây thì biến ra một vị hòa thượng nhỏ xíu độ hai tức chui vào trong hộp, rồi người cứ cầm lấy hộp trong tay. Khi thái tử vào chùa thế nào mà chẳng lễ Phật Người cứ phớt lờ y đi Y thấy người không nhúc nhích Tất nhiên sai người đến bắt Người cứ mặc kệ cho họ bắt Đánh cũng ở họ Chói cũng ở họ Giết cũng ở họ Ôi Nhỡ họ chiếu theo quân lệnh Giết chết thật thì ta làm thế nào Thấy sư phụ kêu lên như thế Hành giả lại nói tiếp Không hề chi Nhỡ gặp lúc khó khăn Lão tuân xếp bảo hộ người khi nào họ hỏi, người trả lời là Hòa Thượng bên Đông Thổ được khâm sai sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh và dâng bảo bối. Nếu họ hỏi có bảo bối gì, người kể cho họ nghe chuyện áo cà sa vạt gấm, cứ nói đấy mới là thứ bảo bối hạng ba. Còn hai thứ bảo bối hạng nhất và hạng nhì quý hơn nữa. Thế họ hỏi nữa, sẽ nói trong hộp này có một thứ bảo bối biết hết chuyện hiện tại, các việc quá khứ tương lai Thế rồi sư phụ thả lão tôn ra Tôi sẽ đem những lời ở trong mộng nói với thái tử Nếu y chịu nghe theo Sẽ đi bắt yêu tinh kia Một là giúp y báo thù cho phụ vương y Hai là ta cũng lập được chút danh vọng chứ Nếu y không tin Lúc đó thầy mới đưa viên ngọc khoe trắng cho y xem Nhưng chỉ sợ y còn ngây thơ vẫn chưa nhận ra được thôi Đường đang nghe xong rất vui vẻ nói đồ đệ ạ kế ấy tuyệt diệu đấy nhưng còn những thứ bảo bối này một cái gọi là cà sa vạt gấm một cái gọi là ngọc khuê trắng còn thứ bảo bối còn biến ra thì gọi là gì thầy cứ gọi là lập đế hóa cũng được đêm hôm đó cả thầy lẫn trò không sao chậm mắt được thức luôn cho đến canh từ chỉ suốt ruột không thể với tay gọi vườn dương mọc ngay được. Một lúc sau, thấy phương đông hưởng sáng. Hành giả bảo bát giới và sa tăng đến dặn dò một vài điều xong, liền từ biệt mọi người, lộn veo một cái nhảy lên trên trời. Căng mắt thâu nhìn về phía tây, quả có một tòa thành trì cách chùa Bảo Lâm chỉ xa có 40 dặm. Hành giả bay đến gần xem xét kỹ lưỡng. Thấy những yêu khí mây sầu man mát, mù quái chướng khí bời bời. Ôi, nếu phải thực vua lên bảo tọa, làn mây năm sắc lóe hào quang, chỉ vì yêu quái xâm ngồi báu, trời tối âm thầm khóa cửa vàng. Hành giả đương khi cảm thán thì chợt nghe tiếng pháo nổ vang, cửa phía đông của thành trì mở rộng, một đội quân săn bắn oai hùng đang tiến ra. Chỉ thấy dợp trời cờ màu phất đuổi gió ngựa bạch rong chống ếch bòng bòng thúc giáo lao cặp cặp sông quân khua ưng dữ dội tướng dắt chó oai hùng kẻ nọ đeo tên nỏ người kia khoác dây cung trăng lưới nơi chân núi răng dây lối tắt thông tiếng hô như sấm dậy quân kéo tựa mây lồng giáo thỏ không đường trốn sói rừng vận đã cùng đoàn người đi săn ra khỏi thành trì tản mát về phía đông. Chẳng mấy chốc đã đi được chừng 20 dặm, dừng lại một gò cao. Trong dinh trại thấy có một vị tướng nhỏ xíu, cưỡi con ngựa vàng, mũ giáp gọn gàng, tay cầm thanh bảo kiếm lưỡi xanh, lưng đeo cung dây căng. Trung vẻ mặt khắc phường tục, dáng đi đứng rõ oai rồng. Hành giả đứng trên mây nhìn xuống, biết chắc người đó là thái tử rồi, liền mừng thầm nói để ta xuống đùa hắn một cái tôn ngộ không ở trên mây bước xuống đi lẫn vào đám quân nhao người một cái biến ra con thỏ trắng chạy rối rít ở đằng trước con ngựa của thái tử thái tử trông thấy thích quá đặt tên vào dương thắng dây cung bắn một phát tìm ngay con thỏ ấy. đấy là hành giả cố tình để cho thái tử bắn chúng lành tay tinh mắt giờ đón lấy mũi tên co cẳng chạy miết Thái tử nhìn thấy Ngọc Thỏ bị trúng tên, một mình phóng luôn con ngựa đi trước đuổi theo. Ngờ đầu, ngựa phi nhanh, con thỏ chạy như gió. Hễ ngựa đi chậm, thì con thỏ cũng đi thông thả lại. Chỉ lanh quanh đi trước con ngựa của Thái tử một quãng không xa lắm. Cứ thế, từng quãng một, hành giả đã lừa được Thái tử đến cửa chùa Bảo Lâm. Hành giả hiện lại nguyên hình, không thấy thỏ đâu nữa chỉ thấy một mũi tên cài ở trên khung cửa hành giả đi thẳng vào báo với đường tăng sớm vụ ạ thái tử đến đấy hành giả lại biến luôn ra một hòa thượng nhỏ xíu độ hai tức chúi vào trong hộp sơn thái tử đuổi đến trước cửa chùa không thấy ngọc thỏ đâu chỉ thấy một mũi tên sáp lông chim cài ở trên khung cửa thái tử kinh sợ cái người nói quái lạ thật rõ ràng mũi tên của mình bắn trúng ngọc thỏ Tại sao không thấy thỏ chỉ có một mũi tên ở đây? Có lẽ đây là con thỏ sống lâu năm đã thành yêu tinh trắng. Nói rồi, thái tử thu lấy mũi tên, ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy trên cửa chùa có năm chữ to, sắc kiến bảo lâm tự. Thái tử vừa đứng ngắm vừa nghĩ bụng. À, ta nhớ ra rồi. Mấy năm trước đây, phụ ương ta đã sai quan mang vàng lụa cùng với vị hòa thượng ở đây cho sửa lại điện Phật và tượng Phật tình cờ hôm nay ta lại đến đây ta hãy vào trong chùa chơi cái đã thái tử từ trên ngựa nhảy xuống đang định đi vào đã thấy các quân tướng đi bảo vệ cùng ba nghìn người ngựa theo tới từng đoàn từng lỗ kéo nhau cả vào trong chùa các sư trong bản tự vội vàng ra cúi đầu làm lễ rước vào trong gian chính điện tham bái tượng phật thái tử đưa mắt xem lại muốn qua hành lang đi ngắm cảnh chợt nhìn thấy một vị hòa thượng ngồi ở chính giữa thái tử tức giận nói hòa thượng này vô lễ nhỉ xa dã của ta đến chùa mặc dù không có giấy báo trước phải đi đón nhưng bây giờ quân mã đã đến chùa cũng phải đứng dậy chứ sao vẫn cứ ngồi yên không thèm nhúc nhích thế kia quân lính đâu bắt lấy y mau vừa nói một tiếng bắt các quan hiệu ý đứng hai bên sấn ngay tới nơi túm lấy đường tăng lôi đi đang định lấy dây trói lại hành giả trong hộp liền lầm nhầm đọc thần chú gọi hơi hỡi hộ pháp chư thiên lục đinh lục giáp ta đứng bày kế bắt điêu tinh kia nhưng nay vị thái tử chưa nhận ra được định đem dây đến trói sư phụ ta các người phải liệu mà bảo hộ nếu để người bị trói các người sẽ phải tội đấy những lời giặt bảo ngấm ngầm đó của đại thánh còn ai dám cưỡng lại họ liền tới bảo hộ đường tăng đâu vào đấy một nhóm người kia không ta nào mó vào đầu chọc được Ý như có một bức tường chặn lại Không sao chạm tới mình đường tăng Thấy lạ quá Thái tử liền hỏi Nhà ngươi ở phương nào tới đây Định làm phép mẹo gì để chiêu ta thế Đường tăng bước lên vái chào nói Bần tăng đây đâu có phép mẹo gì Chính là đường tăng bên đông thổ Sang chùa lôi âm lễ Phật cầu kinh và dâng bảo vật đồng thổ nhà ngươi tuy là đất trung nguyên Nhưng nghèo khổ lắm Còn có báu vật gì nào Hãy nói cho nó nghe xem Cà sa ta đang mặc trên mình Đấy là bảo bối thứ ba Còn có bảo bối thứ nhất và thứ hai nữa Còn tốt hơn Cái áo của ngươi Một nửa che mình Một nửa hở tay có đáng là bao Thế mà cũng dám gọi là bảo bối à Áo cà sa này tuy trông thì như thế đấy Nhưng phiền điện hạ hãy nghe mấy câu thơ của bần tăng đây Hở vai áo Phật chớ bàn quanh Trong ẩn chân như thoát tục tình Muôn sợi nghìn kim thành chính quả Chín châu tám báu hợp chân linh Tiên Nga thánh nữ mây cung tiến Để tặng nhà sư giữ sạch mình chẳng đón xe ra còn có thể ai kia thù cha không trả thực uổng sinh thái tử nghe xong trong lòng hết sức tức tối nói hòa thượng khốn kiếp này chỉ được cái mồm gấu lưỡi chổi khoe tốt khoe hay cái áo nửa bức của nhà ngươi nỗi oan của cha ta vì đâu chưa trả nào nhà ngươi nói cho ta nghe mau đường tăng tiến lên thêm một bước chắp tay hỏi thưa điện hạ, người ta sống ở trong trời đất này có mấy thứ ơn? Thái tử nhanh mồm trả lời, có bốn thứ ơn. Đấy là cảm ơn trời đất che chở, mặt trăng mặt trời soi sáng, ơn đất nước của nhà vua, ơn nuôi nấng của cha mẹ. <laughs> điện hạ nói có chỗ sai đấy, người chỉ biết có trời đất che chở, mặt trăng mặt trời soi sáng, đất nước của nhà vua Chứ làm gì đã có cha mẹ nuôi nấng Thái tử tức giận hỏi Người mà không có cha mẹ nuôi nấng Thì ở luống cây mà chui lên à Đường tăng vẫn bình tĩnh trả lời Điện hạ chưa biết đấy Tôi có một thứ bảo bối Ở trong hộp sơn so này Tên là lập đế hoa Nó biết được công việc Năm trăm năm về trước Năm trăm năm hiện tại Và năm trăm năm về sau cộng tất cả công việc quá khứ tương lai và hiện tại là một nghìn năm trăm năm điện hạ cứ hỏi bà bối này đi sẽ biết thế nào là không có ơn nuôi nấng của cha mẹ vì chuyện này bần tăng chờ đợi ở đây đã lâu ngày thái tử nghe thế liền hỏi đưa cho ta xem nào đường tăng cầm nắp hộp mở ra hành giả nhảy luôn ra ngoài lún ca lún cuốn đi lung tung mọi nơi chú bé tí hoan này biết được việc gì? Hành giả nghe thấy thái tử chê mình nhỏ, liền vươn mình một cái, đã dài ra tới ba thức bốn năm thức. Làm cho các quân sĩ hoảng sợ nói, nếu cứ chóng dài như thế này chỉ độ mấy ngày sẽ chọc thủng trời mất. Nhưng hành giả chỉ vươn cho bằng thân cũ thôi, không dài thêm nữa. Đến đó thái tử mới hỏi, lập đế hóa này Vị lão hòa thượng đây nói nhà ngươi có thể biết được những việc lành giữa quá khứ tương lai. Chắc là nhà ngươi có phép bói rùa, có phép bói cỏ thi, theo lời dạy ở trong sách để đón họa phúc cho người ta phải không? Một ly về cái đó cũng không dùng, chỉ ở ba tức lưỡi này mà thôi, muốn việc thấy đều hay. Cô cậu này thật là nhảm nhí, từ xưa tới nay bộ sách chu dịch rất là huyền diệu đoán hết được việc lành giữ trong thiên hạ để cho người ta biết đường mà theo mà tránh cho nên mới có phép bói rùa bói quả thi cứ như người nói thì chứng cớ vào đâu chắc là quàng xiên họa phúc mê hoặc lòng người xin điện hạ đừng vội để tôi nói cho người nghe người vốn là thái tử của vua nước ok năm trăm năm trước đây trong nước bị đại hạn muôn dân khổ sở Hoàng đế nhà ngươi cùng với thần tử lòng thành cầu đảo, Giữa lúc cầu không được mưa, có một người đạo sĩ ở núi Trung Nam đi tới, y biết gọi gió làm mưa, điểm đá nên vàng. Quân vương đem lòng yêu mến kết làm anh em với y. Việc đó có hay không? Có, có đấy. Nhà ngươi nói nói đi. Hành giả lại kể tiếp. Phụ vương ngươi sau khi kết làm anh em với y ăn cùng một mâm, ngủ cùng một giường. Ba năm trước đây, khi đang ngoạn cảnh ở vườn ngự uyển, bị y hóa thành một trận gió thần, móc mất viên ngọc khuê trắng nạm vàng ở trong tay phụ vương người, đem về chúng nam mất. Tới nay phụ vương vẫn còn nhớ nhung. Cũng vì mất cái đó nên người không thích ngoạn cảnh nữa. Từ ba năm nay, người đã đóng chặt cửa vườn lại rồi nghe hành giả kể đến đó thái tử hỏi ở ngôi hoàng đế không phải phụ vương ta còn là ai hành giả nghe nói thế chỉ tủm tỉm cười thái tử hỏi mãi hành giả cũng không trả lời nữa cứ cười tủm thôi thái tử phát giận nói cái cậu này điều đáng nói thì không nói tại sao cứ cười tủm như thế hãy còn rất nhiều chuyện chỉ vì đông người hầu hạ nói ra không tiện Thái tử thấy hành giả nói năng có chứng cớ, liền giơ tay áo bào vẫy một cái, bảo quân sĩ tạm lui ra. Các quan tướng đi hộ giá vội hạ lệnh đem 3.000 người ngựa đều ra ngoài cửa chùa đóng quân. Lúc ấy trên điện chỉ còn lại thái tử ngồi ở phía trên, đường tăng đứng ở phía trước, hành giả đứng ở bên trái. Còn các xưa trong chùa cũng biết ý lui ra ngoài hết. Đến đó, hành giả mới tiến lên nghiêm sắc mặt lại nói tấu điện hạ người hóa ra gió bay mất chính là bố đẻ ra ngài còn kẻ đương ngồi ở ngôi vua kia là tên toàn chân Đảo vũ đấy thái tử không những không tin và còn nói nói nhảm từ khi toàn chân đi rồi mưa hòa gió thuận nước thịnh dân yêu cứ như nhà ngươi nói thì người ngồi trên ngôi vua thì không phải là phụ vương ta à? Vì ta hãy còn ít tuổi nên hãy tha cho nhà ngươi. Nếu phụ ương ta nghe những lời phản bạn của nhà ngươi, sẽ bắt ngay băm thây làm muôn mảnh đấy. Quát mắng xong, liền đuổi hành giả đi. Thấy thế, hành giả đến nói với Tam Tạng. Làm thế nào? Tôi đã bảo là ý không tín, quá không sai. Thôi, bây giờ hãy đưa bảo bối trả lại cho y, đổi lấy công văn sang Tây Thiên cho rảnh. Đường Tăng đưa lại hộp sơn son cho hành giả. Hành giả đỡ lấy, nhún mình một cái thì chẳng thấy hộp đâu nữa. Rồi hai tay cầm viên ngọc khuê trắng hiến lên thái tử. Thái tử vừa trông thấy lại mắng. Hòa thượng này ghê thật, nhà ngươi chính là đạo sĩ toàn chân 5 năm trước đây đến lừa ăn cắp bảo bối nhà ta. Bây giờ còn dám to gan làm ra hòa thượng đem hiến ta hứ. Nói xong liền hạ lệnh bắt lại. Một tiếng truyền ra làm cho đường tăng sợ sệt. Chỏ tay mắng hành giả. Cái đồ con khỉ nhà mê. Độc là gầy vạ vù vờ để lễ cho ta. Nhưng hành giả đến gần ngăn tất cả lại nói. Chớ có to tiếng mà để lộ chuyện ra. Ta không phải là lập đế hóa. Còn có tên khác nữa. Thái tử tức giận nói. Mi lên đây ta hỏi rõ tên thực rồi sẽ đưa ra pháp ti định tội. hành giả thản nhiên tiến lên nói lại câu chuyện giấc mộng đêm qua và sự sắp đặt hôm nay cho thái tử nghe. cuối cùng hành giả nhắc nhở thái tử. giờ đây ngài đã nhận được ngọc khê, sao không nghĩ tới ơn tình nuôi nấng mà báo thù cho người thân? thái tử nghe xong trong lòng đau xót ngấm ngầm thương cảm, nhưng lại nghĩ. Nếu không tin, câu chuyện lại có phần chân thực. Mà tin thì khốn nỗi, người ngồi trên bảo tọa chính là phụ vương mình cơ mà. Biết xử sự, sự thế nào đây? Hành giả thấy thái tử vẫn nghi hoặc không quyết, lại bước lên nói. Điện hạ bất tất nghi hoặc, mời ngài trở về nước, hỏi hoàng hậu nương nương xem trong tình ân ái vợ chồng so với ba năm trước thế nào. Chỉ hỏi một câu ấy sẽ ra thật hư. Nghe hành giả nói thế, thái tử mồi lòng nói. Ừ, phải đấy, để tôi về hỏi mẫu thân tôi xem. Nói xong đứng ngay dậy, bỏ ngọc khuê vào túi định đi luôn. Nhưng hành giả lại bước tới ngăn lại. Đấy là vì sao vậy? Xin mời các bạn theo dõi tiếp trong buổi sau. Lúc thái tử của nước ok định quay về cung để gặp hoàng hậu, thì hành giả ra ngăn lại dặn dò thêm không biết là những câu gì. Chỉ thấy ngay sau đó, Thái tử đi vội ra cổng chùa, sai bảo các quân tướng cứ đóng quân tại chỗ. Với lý do là Thái tử có chút việc đi đằng kia một lát, khi nào quay lại sẽ cùng quân lính trở về thành một thể. Rồi một mình Thái tử phóng ngựa như bay, vòng đường trở về thành ok. Một lúc sau là về đến nơi, nhưng không dám vào lối cửa chiều, cũng chẳng dám truyền chiếu tuyên chiều, mà đi tuột đến cửa hậu tể ở đấy có mấy vị thái giám đương ngồi canh cửa. Thấy là thái tử nên không ai dám ngăn cản, cứ để cho vào. Thái tử thúc ngựa chạy thẳng tới cẩm hương đình. Đã thấy chính cung hoàng hậu ngồi ở trong đình. Quanh đấy có mấy chục phi tần cầm quạt hầu ở hai bên. Hoàng hậu ngồi tựa lan can đang khóc thầm. Thái tử xuống ngựa đi đến quỳ ở dưới đình. Thưa mẹ, Nghe thấy thái tử chào thế, hoàng hậu gượng vui lên tiếng. Con ta đấy à, hai ba năm nay con ở với phụ vương nơi tiền điện, không được gặp mẹ. Mẹ rất nhớ con. Hôm nay sao con lại được nhàn dối đến đây thăm mẹ? Thật mừng quá. Con ơi, sao tiếng nói của con lại có vẻ buồn thảm thế? Thái tử cúi đầu hỏi. Thưa mẫu hậu, xin cho con hỏi người ngồi trên ngôi báo là ai đó hoàng hậu nghe xong liền trách